Dương Lệ Thanh, đại nữ showbiz tiêu tan sự nghiệp vì nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Khi nhắc tới những đại nữ của showbiz thì chắc hẳn các mọt phim sẽ nghĩ ngay tới cái tên Dương Tử Quỳnh. Tuy nhiên, làng giải trí Hoa ngữ còn có một cái tên cũng đình đám không kém, đó là Dương Lệ Thanh, người được mệnh danh là truyền nhân của Dương Tử Quỳnh. Dương Lệ Thanh từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng và hợp tác với dàn sao hạng A đình đám của showbiz. Mặc dù vậy, đại nữ lại có cuộc đời không được như ý muốn khi sự nghiệp tiêu tan vì tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ hỏng và tình duyên lận đận khi bị tình cũ bạc đãi, thậm chí là uy hiếp. Truyền nhân của Dương Tử Quỳnh. Dương Lệ Thanh sinh ngày 13 tháng 12 năm 1968 tại Đài Loan trong một gia đình khá giả. Bố mẹ cô đều là thương nhân thành đạt và mong muốn con gái lớn lên sẽ nối nghiệp mình. Thế nhưng từ nhỏ, Dương Lệ Thanh đã rất ham mê nghệ thuật và mơ ước trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Cô đã tìm mọi cách để thuyết phục bố mẹ cho đi học nhảy. 15 tuổi, Dương Lệ Thanh tham gia một cuộc thi khiêu vũ và thu hút sự chú ý của một ông bầu showbiz. Người này đã mời cô tham gia đóng quảng cáo mỹ phẩm. Cuối thập niên 1980, nữ hoàng cung phu Dương Tử Quỳnh đang rất thành công với vai chính trong hai phần phim ăn khách Hoàng gia sư tỷ, còn được gọi với tên khác là Nữ cảnh sát hoàng gia. Đây là bộ phim được xứ Cảng Thơm sản xuất vào năm 1985 và là bộ phim có doanh thu cao bậc nhất của Hồng Kông tại thời điểm đó. Phim được đạo diễn lừng danh Nguyên Khuê đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất. Tuy nhiên, khi phần 3 chuẩn bị khởi quay, Dương Tử Quỳnh lại kết hôn. Thế là nhà sản xuất phim phải gấp rút tìm kiếm một người đẹp thay thế cô để tham gia phần 3. Cuộc tìm kiếm của công ty điện ảnh Đức Bảo tưởng chừng vô vọng, nhưng cuối cùng họ đã tìm ra được cô gái 17 tuổi Dương Lệ Thanh, vừa xinh đẹp vừa có khả năng võ thuật. Cũng giống như Dương Tử Quỳnh, từ nhỏ Dương Lệ Thanh đã tập ba lê và múa truyền thống, nên cô có được sự dẻo dai cần thiết cho các vai nữ hiệp trên màn ảnh. Sau khi được phát hiện tài năng, Dương Lệ Thanh đã khéo léo kết hợp nền tảng vũ đạo vào các động tác võ, tạo nên một phong cách võ thuật uyển chuyển đặc trưng không thể nhầm lẫn. Dương Lệ Thanh nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhờ kế thừa lại vị trí trước đó của Dương Tử Quỳnh. Bộ phim Hoàng gia sư tỷ 3 đã giúp cô trở thành ngôi sao nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cô gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả với những pha võ thuật đẹp mắt và chân thật. Nhờ đó, người đẹp tiếp tục được đóng chính trong phần 4 và phần 5 của bộ phim này. Đại nữ màn ảnh nhỏ. Trên màn ảnh, Dương Lệ Thanh luôn xuất hiện với hình tượng người phụ nữ văn võ song toàn, quên mình vì chính nghĩa. Sau phim Hoàng gia sư tỷ, trong suốt thập niên 90, cô tiếp tục gây được ấn tượng với khán giả qua nhiều vai đả nữ trong các phim như Hải Lan, Tẩy Hắc Tiền, Hoang Lạc Anh Hùng, Phi Nữ Chính Truyện, Bá Hải Hồng Anh, Nữ Cảnh Sát Siêu Đẳng, Phụng Hoàng Lửa, Thợ Săn, Hiệp Nữ. Trong năm 1999, Dương Lệ Thanh đã có hướng tìm cách khuếch trương sang thị trường phim Trung Quốc, nhưng phải chờ đến khi gặp Trương Quốc Lập và Trương Thiết Lâm và trở thành tiểu muội thân thiết của hai vị nam diễn viên chuyên trị vai hoàng đế này, tên tuổi của cô mới được khán giả đại lục nhớ tới. Sau những bộ phim hợp tác ăn ý với hai sư huynh, cô được khán giả yêu quý, nhất là với vai diễn hiệp nữ Mạc Sầu trong bộ phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam. Bên cạnh tài năng diễn xuất, Dương Lệ Thanh còn được đánh giá cao bởi thái độ tận tụy hết mình vì công việc. Cô luôn đích thân thực hiện mọi cảnh quay hành động nguy hiểm mà không cần sử dụng thế thân. Người đẹp được ca tụng là một trong những nữ thần cung phu nổi tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ ở Trung Quốc, Dương Lệ Thanh còn được khán giả nước ngoài yêu mến. Cô được đánh giá là phiên bản nữ của Lý Tiểu Long. Sự nổi tiếng của Dương Lệ Thanh khiến cho bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng ít người biết rằng để có được thành công đó, cô phải đánh đổi biết bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu. Trong hơn 20 năm đóng phim hành động, cô phải chịu biết bao nhiêu thương tích khắp người, bị vô số vết thương ở chân, ở tay và mặt. Khi quay bộ phim truyền hình Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, cô vô tình bị đánh vào mặt, mạnh đến nỗi bị gãy răng. Lúc tham gia bộ phim Hoa Mộc Lan, Dương Lệ Thanh gặp tai nạn nghiêm trọng vì bị hỏng dây cáp. Cô rơi từ độ cao 5m xuống đất và suýt mất mạng. Dù các vết thương đã lành, nhưng chúng vẫn để lại hậu quả lâu dài cho Dương Lệ Thanh. Mỗi khi thay đổi thời tiết, cô lại đau nhức khắp người. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Dương Lệ Thanh vẫn nhất quyết không từ bỏ con đường đại nữ mà cô đã lựa chọn. Năm 1999, Dương Lệ Thanh gặp biến cố lớn vì bị mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, không thể tự đứng dậy đi lại. Cũng trong giai đoạn đó, chuyện tình cảm của cô cũng không suôn sẻ. Diễn viên từng thổ lộ trên QQ rằng từ 1999 tới năm 2000 là giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời cô.
Tuy nhiên, nhờ kiên trì luyện yoga, bệnh thoát vị đĩa đệm của Dương Lệ Thanh cũng đã thuyên giảm. Sau những năm 2000, Dương Lệ Thanh mặc dù vẫn chăm chỉ đóng phim, nhưng không còn được yêu thích như trước. Thời hoàng kim của các tác phẩm về nữ hiệp cũng đã qua đi. Thêm vào đó, cuộc sống của đại nữ ngày càng xuống dốc, không phải chỉ sự nghiệp mà là cả nhan sắc và đường tình duyên. Từ đại mỹ nhân thành thảm họa thẩm mỹ. Trước đây Dương Lệ Thanh được coi là đại mỹ nhân trong làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng mấy năm trở lại đây, nhan sắc của cô xuống dốc không phanh. Mỗi lần xuất hiện cô lại khiến công chúng sốc với gương mặt méo mó, cứng đờ như tượng sáp. Cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đã quá lạm dụng dao kéo để níu kéo tuổi xuân. Càng chỉnh sửa khuôn mặt của cô càng biến dạng và xấu xí. Nhiều người còn liệt Dương Lệ Thanh vào danh sách các thảm họa thẩm mỹ hỏng. Năm 2005, Dương Lệ Thanh bất ngờ tuyên bố từ bỏ làng giải trí trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Có thông tin cho rằng ngôi sao họ Dương buộc phải từ bỏ sự nghiệp sau những ca chỉnh sửa nhan sắc không thành công, khiến gương mặt biến dạng. Từ 2010, Dương Lệ Thanh chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong vài sự kiện nhưng không được chú ý như xưa. Cô cũng đã nhiều lần đánh tiếng với các đạo diễn nhưng đều bị từ chối. Điều này khiến đại nữ một thời gần như suy sụp. Báo chí đưa tin Dương Lệ Thanh đã thẩm mỹ khá nhiều lần để cải thiện nhan sắc. Tuy nhiên, Dương Lệ Thanh một mực phủ nhận việc này. Ngày 17 tháng 11, 2015, cô đã tổ chức họp báo ở Đài Loan với mục đích công khai kết quả giám định mặt, chứng minh mình không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Diễn viên cho biết cô có dũng khí làm điều này nhờ sự tiên phong của người đẹp Angela Baby. Người đẹp rơi nước mắt kể rằng những năm gần đây, nhiều cư dân mạng đồn đoán cô phẫu thuật thẩm mỹ thất bại dẫn đến mặt bị hỏng. Điều này ảnh hưởng đến công việc của cô rất nhiều. Các đạo diễn dè dặt khi mời cô hợp tác, trong khi các nhãn hiệu cũng ít mời cô đóng quảng cáo. Không những thế, tâm lý diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề và thường xuyên phải dùng đến thuốc ngủ để được yên giấc. Mặc cho những thanh minh của Dương Lệ Thanh, cư dân mạng vẫn cho rằng nữ diễn viên này đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều người mỉa mai, khuôn mặt thay đổi thế mà bảo không phẫu thuật thẩm mỹ, thật nực cười, chúng tôi đâu phải trẻ con mà ai nói gì cũng tin. Có lẽ cũng chính vì thế mà những năm gần đây, người hâm mộ ít được nhìn thấy hình ảnh của Dương Lệ Thanh trên sóng truyền hình hơn. Tình trường sóng gió. Đường tình duyên của Dương Lệ Thanh khá là trắc trở. Khi sang Hồng Kông phát triển sự nghiệp, cô gặp và quen biết một anh chàng sinh viên chuyên ngành âm nhạc. Dương Lệ Thanh nhanh chóng bị mê hoặc bởi vẻ lãng tử của anh chàng và hai người trở thành một đôi. Tuy nhiên khi yêu nhau, Dương Lệ Thanh mới phát hiện ra bạn trai mình là một người có thần kinh không bình thường. Anh ta rất thích hành hạ, ngược đãi bản thân. Mỗi khi uống rượu, anh chàng lại tự đập đầu vào tường và thích thú khi làm đau cơ thể của mình. Hoảng sợ, Dương Lệ Thanh đòi chia tay. Thế nhưng bạn trai vừa khóc vừa quỳ gối xin tha thứ đã khiến cho cô mềm lòng. Mãi đến khi phát hiện ra bạn trai ngoại tình, cô mới dứt khoát cắt đứt với anh ta. Sau đó, cuộc tình đẹp từng tuấn như giấy mực của báo chí Đài Loan giữa Dương Lệ Thanh với nam diễn viên Lý Trí Kỳ trôi qua chóng vánh, để lại nhiều tiếc nuối. Kể từ đó, đại nữ cũng không có thêm một bóng hình nào bên cạnh. Nhiều người cho rằng lý do Dương Lệ Thanh chưa một lần kết hôn là vì hình tượng đại nữ quá mạnh mẽ của cô đã khiến cho đàn ông phải kiêng nể không dám lại gần. Vào đầu năm 2018, phóng viên bắt gặp Dương Lệ Thanh hẹn hò với một chàng trai kém tuổi tên là Cung Vĩ Luân. Hai người thường xuyên đi mua sắm và xem phim cùng nhau. Những tưởng sau bao sóng gió, người đẹp hoàng gia sư tỷ sẽ tìm được bến đỗ bình yên. Thế nhưng mối tình này cũng kết thúc trong đổ vỡ. Dương Lệ Thanh cho biết, chuyện tình của cô và bạn trai kém tuổi chỉ kéo dài hơn 3 tháng. Cô không thể chịu được tính đa nghi và thích kiểm soát của bạn trai nên đã đề nghị chia tay. Thế nhưng do đối phương không đồng ý chia tay nên đã theo dõi hành tung của Dương Lệ Thanh, thậm chí còn quấy rối và uy hiếp cô. Tình trạng nghiêm trọng nhất là anh ta đòi nhảy lầu tự vẫn từ tầng 7, khiến cho Dương Lệ Thanh vô cùng hoảng sợ. Với những áp lực phải chịu đựng, cuối cùng cô cũng đã nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ an toàn cho mình. Lệ Thanh cho biết tình cũ thi thoảng lại xuất hiện gần nhà cô, khiến cho cô sợ hãi. Sau hai lần cô báo cảnh sát, Vĩ Luân không lộ diện trực tiếp, nhưng thi thoảng cô lại nhận được một số tin nhắn với nội dung đe dọa. Thậm chí có người còn gửi tin nhắn cho bạn bè cô, nói cô bị tâm thần. Dương Lệ Thanh xuất hiện tại tòa án ở Đài Bắc, Đài Loan sáng ngày 9 tháng 8, 2018 để dự phiên xử vụ bị bạn trai cũ quấy rối mà cô chính là người đâm đơn kiện vào tháng trước. Gương mặt căng thẳng, nữ diễn viên nói mình đã cảm thấy quá sức chịu đựng. Nửa giờ sau khi Dương Lệ Thanh có mặt ở tòa, doanh nhân Cung Vĩ Luân cũng xuất hiện. Họ ở tòa khoảng một tiếng rồi rời đi, cả hai không nhìn mặt nhau. Khi phóng viên tiếp cận để phỏng vấn, Cung Vĩ Luân liên tục phủ nhận việc đe dọa bạn gái cũ. Sau đó nói,
cô ta chỉ giỏi nói dối. Vĩ Luân kể rằng Lệ Thanh dối trá, nói mình chỉ 49 tuổi trong khi thực tế đã 52, khiến tuổi tác của hai người chênh lệch quá xa. Hiện tại, ở tuổi ngoài 50, Dương Lệ Thanh vẫn lẻ bóng một mình. Người đẹp cho biết cô đã nghĩ đến chuyện lập gia đình, nhưng vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Mặc dù không còn tham gia vào lĩnh vực giải trí, thế nhưng có vẻ như Dương Lệ Thanh lại cảm thấy được bình an hơn. Nhiều lần báo giới bắt gặp cô xuất hiện tại nơi công cộng, với dáng vẻ vui tươi, vóc dáng có phần trẻ trung, mặc cho nghi án phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Cũng có tin cho rằng hiện nay, Dương Lệ Thanh là một huấn luyện viên dạy yoga có tiếng ở Đài Bắc, Đài Loan. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!